Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft công viên khủng long. Và trong khu vực này thì cặp đôi Gallimimus của mình đã trưởng thành rồi. Sau khi mà mình thuộc phục ấy thì cái việc mình cho ăn thường xuyên nè đã khiến cho Gallimimus rất là mau lớn luôn. Đây là hình dạng sau khi lớn, trông cũng khá là đẹp này. Đôi chân lại có một cặp vuốt rất là to nha. Nhưng mà tới thời điểm bây giờ thì mình vẫn còn cho Gallimimus ăn theo kiểu thủ công. Tức là đút từng miếng ấy. Như vậy thì có những trường hợp mình sẽ không có cho ăn kịp thời, dẫn tới Gallimimus bị đói rồi trở nên cáu gắt. Thế nên là bây giờ mình sẽ vào nhà để mình làm thêm vài cái đồ cho ăn tự động nữa, để Gallimimus có thể thoải mái ăn uống hơn. Đây. Ồ, như mình còn thiếu một vài cái xô thì phải. Để mình làm thêm vài cái xô. Có luôn. Rồi, bây giờ thì mình có thể làm được cỡ 5 cái máy cho ăn luôn nè. Quá đã. Và lấy thêm một ít thịt nữa để mình cho vào. Cái này thì để coi mình sẽ cho nơi nào ta. Mình sẽ đặt bên trong chỗ Gallimimus một cái, rồi bên chỗ thằng lằn bay một cái nữa là đủ luôn. Hiện tại thì mình chỉ mới có hai cái chuồng chưa có máy thôi. Đây, máy cho ăn thì mình sẽ để ở chỗ này nè cho trống. Dễ cho Gallimimus lại ăn hơn. Rồi cho thức ăn vào thôi. Đấy, nó lên khá là nhanh nè. Giờ để mình bế Gallimimus quăng bẩn coi có chịu ăn không. Đi qua đây, tép máy giùm anh cái coi. Ăn đi. À, hình như Gallimimus chưa đói thì phải. À, đúng rồi, vẫn còn no, nãy mình cho ăn vẫn còn no lắm. Con nhóc này có đói không? Trời ơi, đi ăn cỏ. Ăn thịt đi. Thịt nè, thịt ngon lắm. Ăn chưa? Đó, ăn no rồi nè. Vậy là ok rồi. Sắp tới thì mình đã an tâm hơn trong cái việc ăn uống của cặp đôi này. Bây giờ thì tới lượt của thằng lằn bay. Thằng lằn bay cũng có phần nha. Rồi, để coi thằng lằn bay có chịu ăn hay không. Ui, thằng lằn bay ngủ hay sao rồi? Ngủ trên cái máy cho ăn luôn rồi. Thôi, mình cũng sẽ đi ngủ rồi, sáng thức dậy mình kiểm tra sao cũng được. Ui. Có chân thằng lằn bay. Trời đất ơi. Ui, mình vô thăm thằng lằn bay thì bị con Ripper nó hù một pha. Hú hồn chim én thiệt. Tí xíu nữa là nó nổ mình với thằng lằn bay không được phát nào rồi. Rồi, thằng lằn bay đang đói nè. Mới mổ vài cái là đã đói rồi. Giờ mình sẽ... Khi để thằng lằn bay gần cái chỗ này thì ẻm vẫn ăn bình thường. Như vậy thì sắp tới mình không cần phải cực khổ để cày cá nữa rồi. Kiểu mình chỉ cần cày một số lượng nhất định để dành thuần phục những cái loài khủng long mà ăn cá thôi. Còn thức ăn chung bình thường hàng ngày thì mình sẽ dùng thịt thay thế cũng được. Giờ thì mình sẽ tập trung chuyên môn vào công việc ngày hôm nay thôi. Hôm qua thì mình đã có hồi sinh ra được một loài khủng long có thể nói là rất là mạnh luôn nha. Đấy chính là Spinosaurus. Thấy nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà mình tin chắc là loài này khi lớn là sẽ rất là mạnh. Với cả là cái khả năng tăng trưởng về kích thước khi mà mình chưa có thuần phục ấy là rất là thấp luôn. Kiểu bị lâu lớn ấy, mình không hiểu tại sao nữa. Ăn uống thì mình vẫn cho ăn uống đầy đủ nha. Nhưng mà bây giờ muốn thuần phục được thì mình phải bắt buộc đi đào hóa thạch thật là nhiều thì mới có cơ hội nhặt được cái được gọi là Carab Gem. Rồi sau đấy mình sẽ kết hợp thêm với cái Dominican Amber để tạo thành cái Scarab màu xanh nước biển này nè. Thì mới có thể thuần phục được Spinosaurus. Rất là khó luôn. Và đây là loài khủng long kiểu như khá là thích sống ở cái môi trường nước ấy. Thế nên là hôm nay chắc mình sẽ dành một chút thời gian mình xây cho Spinosaurus một cái nơi ở đi. Chứ sống ở trong này thì cũng tội. Kiểu ẻm thích nước mà mình cho sống ở trong cái nhà chật hẹp của mình thì chắc ẻm sẽ rất là dễ bị sợ chết các thứ ấy. Ok. Và bữa nay thì mình xây dựng, mình sẽ làm thêm một cái đồ nghề nữa để mình kiểu như tạo ra được những cái loại đá xây dựng nó đẹp hơn. Bằng cách tạo ra cái cây đục đá này. Mình coi loại đá nào đẹp ta. Vô đây mình có thể lựa rất là nhiều đá luôn. Cái loại này khá là đẹp nè. Mosaic. Đâu, mình sẽ làm thử vài cái cục mosaic coi. Mình trong cái họa tiết nó rất là nổi luôn. Và nó còn kết nối lại với nhau khi mà mình xây nhiều ra nè. Hợp lý á nha. Rồi được. Vật liệu xây dựng đã có rồi. Bây giờ thì chọn địa điểm thôi. Cái hồ nước bên này thì mình đã nuôi một cặp cá sấu hỏa tiễn. Thế nên là bây giờ mình sẽ tìm một cái hồ khác cũng gần nhà mình thôi.
Ủa, đây 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 đây. Ở đây nó có cái hồ bé bé nè. Như đây chắc đủ cho Spinosaurus ở rồi. Ồ, mà lại gần nhà mình nữa chứ. Được được được. Giờ thì mình sẽ xây thôi. Và vẫn như thường lệ thì mình sẽ xây theo cái hình tròn. Mình làm cái đường kính như vậy thì có bị chật quá không nhỉ? Nó sẽ xem với cái chỗ bên kia, chỗ mình nuôi mấy nhóc khủng long khởi đầu ấy. Ủa, nhưng mà ở đây thì mình chỉ nuôi duy nhất là Spinosaurus, chắc sẽ đủ diện tích mà. Ừ, nhưng mà cái hồ này thì mình chắc mình phải mở rộng ra nè. Cái hồ này thì hơi bé. Rồi, giờ thì trước mắt mình sẽ gắn thêm thủy tinh vào để dễ dàng quan sát Spinosaurus ở bên trong hơn. Ơ mà khoan, sao mình không thử gọt kiến ta? Ủa, bây giờ mình có thể gọt kiến thành những cái mẫu kiến nó đẹp hơn nè. Đúng 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 đúng. Coi coi kính nào nhìn nó đẹp ta. Mình sẽ test thử loại kính bong bóng. Loại kính bong bóng này coi thử coi. Coi coi quả tiết nó có đẹp hơn kính thường hay không. Uầy, kính này nó trong suốt hoàn toàn luôn á. Wow, cái này đẹp này. Kính trong suốt đẹp nha. Hợp lý, mình sẽ dùng cái kính này và từ bên ngoài mình nhìn vào thì sẽ có thể dễ dàng quan sát khủng long hơn ấy. Ồ, xây xong mới thấy lựa chọn của mình hoàn toàn đúng đắn nha. Thích quá à. Mà quên ta, nãy giờ mình quên làm cái cổng nha. Sao lần nào mình xây mình cũng quên cái cổng hết á. Cái cổng lần này thì mình sẽ cho nó trùng hướng bên này luôn đi, cho dễ đi ra vào hơn. Đây, vẫn là 3x3 thôi. Mình thì cũng có điều kiện hơn rồi, thành thử ra là mình sẽ dùng cửa sắt tiếp để kiểu như là tạo cảm giác kiên cố nhất cho cái nơi ở của khủng long. Nhưng mà ở phía trên thì nó vẫn còn khá là trống cơ. Chắc mình sẽ tiếp tục trang trí bằng lá cây giống như những cái chuồng khủng long khác để tạo ra cái vẻ tự nhiên hơn. Đấy, giờ có lá cây vô cái là nhìn ở phía trên nó đỡ trống hơn rồi. Cuối cùng là gắn thêm cái cửa. Rồi, còn thiếu gì ta? Đúng đúng đúng, cắm thêm một chút đuốc nữa. Kẹo lại nuôi thêm quái vật thì mình không muốn đâu. Rồi, và còn về cái hồ ở giữa cái chuồng này á, thì mình sẽ mở rộng nó ra. Còn ở giữa hồ thì mình phải trang trí sao cho đẹp nhờ. Mình không có nhiều mấy cái lá súng cho lắm. Thôi thì có gì dùng đó đi. Này, tận dụng ha. Rồi, có vài cái lá súng còn dư nè, đặt xuống luôn. Đấy. Rồi, cái hồ giờ là hơi bị tự nhiên rồi. Công đoạn cuối cùng là dẫn Spinosaurus vào cái nơi ở mới thôi. Hy vọng là em sẽ thích cái nơi ở mới này. Cái gì đây? Quách, con này láo. Nó chưa biết cái vũ khí mới của mình. Nó quýnh mình. Mình quýnh cho nó chăn dính dách luôn. Đi chỗ khác chơi. Giỡn mặt hả? Con này nó chặn đường cái gì? Quýnh cho chăn dính dách luôn. Quá là ghê luôn. Đi chỗ khác mà chơi. Spino đâu rồi ta? Ngủ ở đây hả? Ok, Spino ngủ thì mình cũng ngủ luôn. Sáng dậy vừa chào ngày mới rồi, chào đón thêm nơi ở mới luôn nha. Quên nữa, mình cũng phải lấy cái máy cho ăn. Đúng rồi, một xíu còn cho Spinosaurus ăn tự động trong cái nơi ở mới nữa chứ, để đảm bảo sự phát triển. Chỉ tiếc là mình chưa có thuần phục được Spino thôi. Mình mà thuần phục được kiểu gì mình cũng sẽ cho Spinosaurus nhảy xuống táp cái con xương đó liền. Láo thiệt, nãy nó dám gình gình nó bắn lén mình á. Thôi, giờ thì cho Spinosaurus vô nơi ở mới nè. Hy vọng là em sẽ thích nơi này. Rồi, đưa em vô đây. Để coi em sẽ phản ứng như thế nào. Rồi, bắt đầu di chuyển rồi. Kìa, ở dưới cái hộ kìa. Môi trường em thích kìa. Hơi bị bỡ ngỡ sao á nè. Có cái hồ nước kìa. Bình thường thích nước mà bây giờ... chắc tại mình cho ở trong cái nhà mình lâu quá, bây giờ kiểu xa lạ với môi trường tự nhiên rồi. Thích ở nhà mình hơn hay sao rồi. Thôi xuống nước đi. Môi trường mà cưng thích mà. Ui, coi xuống nước nhanh nhẹn chưa kìa. Wow, bơi hơi bị dữ luôn nha. Rồi, có vẻ là quen với môi trường nước lại rồi đó. Ê, nhìn dễ thương cực kỳ luôn. Ở dưới nước mãi luôn kìa, không chịu lên luôn. Thôi, tắm vừa vừa thôi nha. Tắm nhiều quá là bị ghiền đấy.
Đây mình sẽ đặt cái máy cho ăn ở trên này. Tắm đói đi rồi lên trên đây ăn nha. Sướng nhất rồi đấy, sướng nhất là Spino rồi đấy. Có ẻm cơ. Ờ có vẻ khá là thích thú với cái nơi mà mình vừa xây dựng. Chắc mình phải tìm một cái loài cây nào đó sống ở cái môi trường nước mới được. Ui còn nhảy nữa cơ. Wow, chắc đói hay gì rồi đó. Lên bờ ăn đi. Trên đây có thức ăn rồi nè. Đói chưa? Để mình coi có đói chưa cái đó. Nè hơi đói rồi nè, ăn giùm cái nhóc nhỏ ơi, cho mau lớn. Có ăn không? Không ăn là không lớn luôn á. Rồi. Ăn no đi rồi bơi tiếp cũng được. Đấy. Tạm thời thì ở một mình hơi cô đơn một xíu, nhưng mà gán đợi đi. Mai mốt mình mà có nhiều cái mẫu DNA của Spino hơn thì mình sẽ tiếp tục hồi sinh rồi cho sống chung với cái nhóc trong đó. Wow, nhìn khủng long vui chơi trong đó mình cũng vui le á. Rồi, công việc đầu tiên trong ngày hôm nay đã xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu công việc tiếp theo. Đó chính là cường hóa lại cây cúp của mình mới được. Hôm qua thì mình lỡ cường hóa một cây cúp. Nó toàn là ra những cái relic scrap không à. Mà trong khi mình cần hóa thạch hơn là relic scrap cơ. Thế mới khổ. Gia tài ba. Nice. Thôi lỡ rồi. Lượm gia tài ba trước đi. Dù sao nó cũng là một dòng giúp mình đào được nhiều khoáng sản mà. Tăng kinh nghiệm. No. Đấy rồi. Cuối cùng thì nó cũng ra cái dòng Paleontologist cấp độ 3 rồi. Không thể bỏ lỡ nó được. Yeah. Lượm cục kẹo liền. Giờ thì ghép lại với cây cúp của mình. Oh what? À, mình chỉ được lựa chọn một trong hai cái dòng hỗ trợ trong việc đào hóa thạch của mình thôi. À, vậy là phải làm thêm một cây cúp mới rồi đấy. Ờ mà cũng hay. Bây giờ cây cúp mới này thì mình sẽ kết hợp thêm với gia tài để có gì mình đào khoáng sản luôn. Nhưng mà hiện tại thì nó đang thiếu một chút hiệu suất nhờ. Chắc mình phải kiếm thêm một cây cúp có dòng hiệu suất nữa. Hình như mình có sách hiệu suất không? Hình như không luôn á. Ờ đúng rồi. Không có hiệu suất luôn. Nhưng mà có chậm hỏng nè. Top. Cái chậm hỏng này mình nên ép vào. Cúp này là cúp xịn của mình mà. Phải ép chậm hỏng á. Rồi cái đe cũng nát ngú luôn rồi. Rồi bữa nay là mới nâng cấp cúp xịn thiệt nè. Hôm qua là cúp xịn pha ke thôi. Bữa nay là xịn thật sự rồi đó. Mình muốn test nó liền luôn á. Nên là bây giờ mình sẽ đi tìm hóa thạch một xíu nha. Trước khi đi thì nghiêng nghía qua coi Spinosaurus. Vẫn còn chầm mình dưới nước kìa. Nói chung thì cái loài khủng long này á, dành phần lớn thời gian trong ngày để chầm mình dưới nước. Wow, nhìn em thích thú chưa? Đây, chỗ hóa thạch đầu tiên. Ra xương. Ra. Đây rồi. Phải như vậy chứ. Mình đào toàn là ra biofossil nè. Dầu to rồi. Phải như vậy. Đào thử nhiều cái cùng lúc coi. Ui giời ơi. Tiệt cú mèo luôn. What? Mình còn ra cái đầu khủng long màu vàng nữa nè. Wow, cái giọng này đỉnh vậy. Bữa giờ lần đầu tiên mình đào ra được những cái hóa thạch màu vàng gì luôn á. Xịn nha. Sắp tới chắc mình sẽ nhanh chóng có được những cái mẫu hóa thạch hiếm thôi. Ồ, trong đây nó còn có công trình gì nữa nè. À, nó là một cái thư viện. Quen lắm. Ây. Hình như mình mới thấy con dơm bay 4 sao đúng không? Mình có nhìn nhầm không vậy? Ồ, chính xác rồi. Một con dơm bay bóng tối 4 sao. Wow. Con này chắc gươi ra đồ xịn lắm. Mình sẽ bêm nó. Bữa nay là mình không ngán nó đâu. Tại vì nó đang bị nước cản trở cơ. Ê, nhưng mà khi mà nó đụng vô mình là hơi mệt đó nha. Nó có siêu đẩy lùi. Và sát thương nó đánh mình cũng rất là cao nữa. À, nó còn tạo ra cái chỗ sát thương tức thì nữa.
Ui ui, mạnh quá. Ô, lâu lâu nó còn hồi sinh ra cả cá bạc để hỗ trợ cho nó nữa cơ. Ui da, cái độc nó mạnh quá, cực kỳ mạnh luôn. Ý là mình có một chút hút máu từ cây kiếm rồi đấy. Ừ, nó đang bị thất thế kìa, nó lọt xuống nước coi. Cơ hội để mình tấn công nó. Chết đi, cùng chân bay chết tiệt. Nó dài quá. Ui, căng ơi, nó dồn mình vô góc hẹp coi. Ê. Ỉ đồng hiếp yếu à. Mày thì dám ỉ đồng hiếp yếu. Thôi, ngày tàn của nó sắp tới rồi. Mình sắp làm được. Yay. Trời, nó gơi ra cái đống kinh nghiệm cho mình luôn cơ. Ồ. Ủa, cái chỗ này mình chưa loot hả? Ồ, chỗ này mình chưa loot, nó còn còn rương y nguyên này. Wow. Vậy thì được, lẫm luôn. Có thêm một cái bùa kháng lửa mới. Bên này thì có kim cương máu. Một cái quần sửa chữa luôn. Rồi thêm đầu của Steve nữa nè. Trái tim bự chà bá. Ok. Và cái con zombie 4 sao hồi nãy nó cho mình một cái quyển sách có tên là Water Walking. Cái này giống như là mình đi bộ trên nước hả ta? Nghe cũng hay đấy. Chắc mình phải giữ cái quyển này mang về. Có gì mình ép vô cái ổn của mình. Ồ, như nữa hả? Hình như mình lại gặp gò chính xác luôn. Cái mê cung Ripper nữa nè. Trong đây được cái là nó... Đó. Được cái là nó sẽ cho mình vật tổ trường sinh đấy. Nếu như mình tìm được cái căn phòng cất đồ. Tranh thủ. Ok. Ủa cái gì đây? Sao mình được cái hiệu ứng Karma gì cả? Ripper nổ mà mình cũng được hiệu ứng nữa. Tốt luôn. Nếu mình nhớ không lầm là mình cần phải đi theo cái hướng này. Thì nó sẽ có thêm một cái đường nữa để cho mình đi xuống tầng dưới. À, chính xác luôn. Rồi tầng dưới này thì mình sẽ đi vài vòng nữa. Thì nó sẽ dẫn tới cái căn phòng chứa đồ đấy. Đây rồi, cuối cùng cũng tới rồi. Chưa, mình phải lấy khối kim cương này trước rồi đã. Rồi tới đây. Lậm liền. Dụng cụ thì chắc mình sẽ lậm mỗi cái cây cúp thôi. Để có gì mình về mình cường hóa cây cúp thêm. Còn mấy cái dụng cụ khác của mình như sẻng cũng nên lậm nè. Còn giáp kim cương thì... À được á. Mình đổi giáp đi, mình lấy cái nón mới mình đổi. Nón mình hư quá trời rồi. Áo thì mình cũng lấy về luôn. Để có gì mình sửa cái áo của mình đang hư nè. Và cuối cùng là lấy thêm vài cái khối khoáng sản này nữa. Ủa, cái móng vuốt của khủng long gì vậy? Stegosaurus. À, được đó ta. Quá trời những bộ xương của khủng long được mình đào từ cây cúp mới này nè. Cũng hay. Ê, nó còn ra một cái loại hóa thạch mới nữa. Chưa. Hóa thạch này có tên là... Nó chỉ đơn giản là hóa thạch thôi, nhưng mà không biết của lò nào. Hóa thạch này còn có thể làm ra những cái đồng xu DNA nữa. Ở đây nó còn có Sapphire nữa nè. Ê! Lại bị cái con quái vật đen thui thù lùi nó làm mù lò rồi. Quái vật không kiếp. À, cái con quái vật đó nó làm mình mù lò. Khó chịu ghê chứ. Chết tiệt thiệt. Mấy giây? Còn 4 giây nữa. Hết đi. Ok. Rồi luôn, không biết cục Sapphire đây, cục Sapphire đây. Mình có thể ném vào một cái giếng. À, nó còn có thể làm được chìa khóa Sapphire nữa nè. Một loại khoáng sản tốt nha. Rồi, giờ trở lại với công việc đào những cái hóa thạch của mình thôi. Quá là đã luôn. Nhưng mà bây giờ mình đã đầy kho đồ mất rồi, tại vì nó có rất là nhiều xương khủng long luôn. Coi có xương khủng long của Spinosaurus không? Về là mình phân tách liền luôn á, để có thể hồi sinh thêm Spinosaurus và cho vào cái chuồng mình vừa xây trong ngày hôm nay. Ui, lại nữa, chạy. Ui, mình ghét cái con đó ghê á. Nó cứ làm mù lọt.
À thôi kệ cũng được, nói chung là an ủi mình bằng vài viên kim cương thì mình cũng ok á. Tham lam. Ồ, ở đây còn có vàng nữa nè. Ông gài đang thiếu vàng. Ê. Thôi, mình bị úp sọt dưới này. Nó dám lợi dụng lúc mà mình không thấy đường cái nó áp sát nó đánh mình. Mấy con này chết tiệt thiệt. Ở đây còn có đá núi lửa nè. Volcanic rock. Có rất là nhiều đá núi lửa ở đây luôn. Wow, lần đầu tiên mình gặp loại đá này. Vậy là trong đây nhiều khi lại có núi lửa đấy. Lại thêm một thông tin mới nha. Được đấy, được đấy. Ê. Khoan, mình vừa đào thêm được một cái mảnh vỡ thanh kiếm cổ xưa kìa. Ê, nó không phải là thanh kiếm mà nó là một cái lưỡi hái. Wow, một cái lưỡi hái cổ xưa. Đã vậy, về nhà mình phải sửa nó lại coi dùng có tốt không mới được. Đây, lại có thêm hóa thạch nè. Mặc dù bị đào chậm nhưng mà mình vẫn phải đào thôi. Để nó đi, mình bơ nó luôn. Chỗ này còn không? Ừ, chỗ này hết hóa thạch rồi. Thôi chắc bây giờ mình đi lên là vừa rồi đấy. Bữa nay mình đào cũng được một mớ mớ xương khủng long nè. Và một mớ hóa thạch là cũng ok lắm rồi. Đi lên thôi. Ở dưới đây tối ngày bị mấy con kia nó làm mù lò khó chịu lắm. Ê. Ghê vậy. Sao cái thanh niên yêu tinh này ghê vậy? Ê, bây giờ còn còn cho mình thêm một cái thanh kiếm hay sao nè. Yeah, mình vừa có được lưỡi hái cổ xưa mà vừa có được kiếm cổ xưa luôn. Quá đã. Thành công rồi. Về nhà thôi. Sau khi về nhà thì công việc đầu tiên của mình là xuống cái chỗ nghiên cứu để mình phân tích hết cái số hóa thạch mà mình đào được trong ngày hôm nay. Chủ yếu là kiếm thêm DNA khủng long đó. Rồi, cái tiếp là mình sẽ sửa những cái món đồ mới mà mình đào được nè. Ôi, cái lưỡi hái là khá là mới lạ này. Phải sửa nó liền thôi. Cho vào. Ừ, hồi hộp nha. Ê, nhưng mà nó không sửa bằng cái bàn này được à? What the heck. Mình sẽ thử làm thêm một cái bàn khảo cổ học mới nữa coi. Đây, mình đã có được cái bàn khảo cổ học mới rồi nè. Mình sẽ cho cái lưỡi hái này vào. Rồi cho thêm Relic Scrap vào thử. Coi nó có sửa được hay không nha. Chờ đợi thôi. Bên đây thì thanh kiếm của mình sửa gần xong rồi nè. Mình lại sở hữu cái thanh kiếm cổ xưa rồi. Đây, nó sửa xong rồi. Và cái thanh kiếm cổ xưa này thì làm mình nhớ tới cái nón cổ xưa. Cái nón này thì cái thông tin mà nó hướng dẫn thêm mình ấy, nó nói là khi mà mình sử dụng cái nón này thì mình sẽ có cái cơ hội tạo ra một cái tia sét từ cái đòn đánh. Và cái tia này khi mà tấn công chúng con heo thì sẽ tạo ra được một cái kiểu như là nô lệ. Nghe nó hấp dẫn thiệt sự. Mình cũng muốn có nô lệ để hỗ trợ các thứ. Thế nên là bây giờ mình sẽ ra ngoài và test thử luôn. Đây. Đánh nhau nào. Tạo ra thì xét đi. Không có. Ừ, Ripper. No. Mình không chơi với con Ripper này. Nó vô duyên lắm. Ô, thật sự này. Mình đánh lâu lâu cái nó sẽ có tia sét này. Được quá ta. Heo, mình cần tìm heo. À, chính xác rồi. Cứ kìa, mình đã có được một cái kiểu như là nô lệ đầu tiên. Và nô lệ này nói là Mylor. Cái gì? Lo là chúa tể hả ta? Ồ, mình làm được làm chúa tể à? Tôi sẽ chiến đấu cho chúa tể tới khi mà tôi hy sinh. Wow. Nữa nè. Wow. Mình có tới tận 4 nô lệ thôi. Wow. Cái nón này thật tuyệt. Rồi bây giờ mình đi đâu thì nô lệ của mình sẽ đi theo mình. Wow, có lính bảo kê. Đã thiệt sự. Đây. Tấn công nào. Lính của ta. Hi. Rồi, tàn đời ngươi rồi, dám bay. Sợ nó, đúng rồi.
Tuyệt cú mèo. Ủa sao mấy tên lính này làm biến vậy? What? Có vài tên lính rất là làm biến nha, không có chịu chiến đấu tiếp. Đây đây đây, có mấy con sương láo nè. Con sương kéo kéo nè. Tấn công. Ôi 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 ôi. Trời đất ơi. Rồi ok, hay lắm. Tấn công nào. Số lượng lính của mình có thể tăng lên bằng cách là mình kiếm thêm heo mới được. À, mình thấy cũng khá là hợp lý đó. Những lúc khó khăn thì có những tên lính này hỗ trợ chắc cũng sẽ ok này. Được. À, mình còn có thể cho lính mình ngồi nè. Rồi, vậy là có việc làm luôn. Mình sẽ cho lính mình bảo kê chuồng khủng long. Những con nào lén vén lại chuồng khủng long là mình sẽ cho lính mình xử hết. Kiểu bây giờ ra đường ấy mà có lính cái kiểu trong nó cứ quách xà lách kiểu gì á. Như con này á, lúc trước mình hơi rén đúng không? Bây giờ không cần làm gì hết, để lính mình tự xử thôi. Đấy, việc nhẹ lương cũng tương đối cao đấy. Đây, rồi dàn lính ngồi xuống cái đây. Mình vô mình ngủ giấc rồi đó. Tại trời cũng khuya rồi á. Ê, cái nón này hay nha, lâu lâu mình sẽ dùng để tuyển thêm lính mới được. Bên cạnh đó, sau cái chuyến đi đào hát thạch lần này thì mình cũng có được rất là nhiều xương khủng long khác nhau này. Mình sẽ tìm lại coi coi có xương của Spinosaurus hay không. Ý, mình có cái tay, xương tay của Spinosaurus này. Có đúng duy nhất một cái thôi. Để mình thử làm liều, cho xuống cái chỗ phân tích. Để coi coi nó có phân tích ra được DNA của Spinosaurus hay không nha. Được không, được hay không, được hay không, được hay không. Không được rồi. Ở dưới này thì hồi nãy toàn bộ số hóa thạch đã được mình phân tích thì chỉ có hai cái mẫu DNA mới thôi. Đó là của Rheosaurus và của Deinonychus. Bây giờ thì số lượng khủng long của mình đã nhiều hơn rồi, nên là cái việc mình ấp trứng khủng long phải cần xem xét kỹ nha, không có thả lung tung được. Và để coi coi bữa nay thì mình sẽ hồi sinh khủng long nào đây. Mình đang tính là hồi sinh hai cái DNA mới này, nhìn có vẻ là hai loài khủng long hiền nè, ăn kiểu ăn thực vật á. Nên mình sẽ thử hồi sinh hai khủng long này trong ngày hôm nay luôn, xem như có đúng như dự đoán của mình hay không. Ồ, nhưng mà hồi nãy trong cái chuyến đi đào hóa thạch á, mình khá là xô luôn vì không có đào được bất kỳ cái hóa thạch màu nâu đất này. Tiếc quá đi. Hóa thạch này thì... ấy, những cái dầu bên cái hồ á, bên cái hồ dầu đen hôm qua mình lọt xuống, có thể phân tích ra và ra được cái hóa thạch này nè. À, vậy thì hay quá. Sắp tới mình phải tìm thật là nhiều những cái hồ dầu đen thui thù lùi đó để mình múc mang về thôi. Ý, vậy là... Đỡ rồi, mình đã có thêm một thông tin mới rồi. Sắp tới chắc là sẽ tích cực đi khám phá hơn đây. Còn bây giờ thì mình sẽ ngồi đây và chờ đợi cho hai cái máy ấp trứng khủng long này giám sát kỹ mới được, nhỡ có xảy ra trục trặc mình còn xử lý kịp. Cuối cùng thì hai cái DNA đã ấp thành công rồi. Yay. Không có trục trặc gì hết luôn. Thôi thì mình ấp lên dưới này cho chắc. Quên. Bây giờ những cái loài khủng long mà mình nuôi ở trong những cái chuồng đều đã lớn rồi, đều có thể tấn công hết rồi, nên là mình cứ ấp dưới đây đi cho cẩn thận. Những quả trứng đã bắt đầu lúc lắc rồi. Chuẩn bị chờ đón hai bé khủng long mới thôi nào. Trứng nào sẽ nở ra trước đây? Mình đoán là trứng bên phải. Để xem. Ồ, chính xác. Nở rồi. Ê. Thấy chưa? Trời ơi, sao khủng long bên kia hung dữ vậy? Ui, may mà mình ẩm kịp. Trời đất ơi. Dino ni chết hung dữ hả? Trời, hên là mình ẩm kịp cái bé này. Bé này chắc mình sẽ nuôi ở trên đi. Tội nghiệp. Rheosaurus mới ra là đã bị cắn một cái rồi. Em này thì ăn cỏ. Mình coi mình còn... Hết rồi, mình hết thức ăn là... À, mình còn vài củ cà rốt nè. Cho em ăn một cái em chịu luôn nè, dễ tính chưa?
khá là hiền luôn mà bị ăn hiếp. Được, xuống đây chắc mình đánh đòn cái nhóc dưới này quá hung dữ. Nhìn gì mà hung dữ ghê chưa? Coi nè, đây là nhóc này thì sẽ ăn thích ăn những cái loại trứng, còn ăn gà các thứ nè. Gà. Ok, mình sẽ chăn beef steak. Ồ, no rồi. Gì mau no vậy? Mau no gì thì mình không thuần phục được rồi. Vậy chắc mình sẽ bỏ đói Dino no chết một thời gian đi, để cho khủng long đói thiệt là đói rồi mình mới cho ăn, thì lúc đó sẽ dễ thuần phục hơn. Chứ bây giờ no mà mình cứ đút ăn liên tục á thì sẽ khó mà thuần phục được lắm. Với cả là hung dữ nữa nên là sẽ bị phạt là bỏ đói một thời gian. Rồi còn riêng nhóc trên này là sẽ được mình ẵm đi gặp những người anh em thiện lành ở ngoài kia. Đây, bên đó sẽ có những người anh em kiểu bảo vệ á. Này. Ok, kiểm tra một lần nữa cho chắc. Tất cả các khủng long trong khu vực này đều ăn thực vật thôi, nên là việc Rhinosaurus ở trong đây thì sẽ đảm bảo hơn. Và nói chung trong ngày hôm nay thì mình đã khá là may mắn khi mà đào được rất là nhiều hóa thạch cũng như là xương khủng long mới. Đã vậy mình còn tiễn thêm được 4 tên nô lệ có thể kiểu như là sẵn sàng hy sinh khi bảo vệ mình luôn. Quá là tuyệt vời. Ngoài ra thì mình sẽ dành thật là nhiều thời gian rảnh để mình AFK trong này, chờ cho kiểu như là Spinosaurus lớn lên mới được. Chứ AFK ít quá, thành thử ra là Spinosaurus rất là chậm lớn luôn. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong cái hành trình hoàn thành cái công viên khủng long của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.